Dạ đời thường TV xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Dạ bà con ai vào xem chương trình vui lòng cho đời thường TV xin một like nha quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh ạ. Thưa quý bà con thì hôm nay tôi lên đây thì cũng xin phép quý vị cho tôi chia sẻ hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là liên quan đến là chỗ Út Lợn. Câu chuyện thứ hai là chỗ là cái biến chỗ là Dũng gầm cầu. Cái chỗ mà liên quan Út Lợn đó quý bà con, thì chắc là bà con cũng đã biết là ngày xưa là cái là Minh Hùng cũng đã là rời xa Út Lợn rồi để mà đi xuống với một cái chị ở tại Bình Dương. Tuy nhiên theo lời của chị Bình Dương này thì Minh Hùng đã rời xa chị và quay về lại với Út Lợn là ngày hôm qua, còn lừa gạt chị là chuyển 2 triệu bạc. Lừa chị là chuyển 2 triệu bạc để cho Minh Hùng quay lại Bình Dương, nhưng chị chuyển 2 triệu rồi Minh Hùng lấy bỏ túi luôn và không cả như là xuống Bình Dương mà quay lại ở cùng với là Út Lợn. Theo cái thông tin của chị này có nhiều cái gọi là nó lâm ly bi đát, thì tôi cũng mong rằng bà con chúng ta có một cái comment, cái quan điểm của quý vị trong câu chuyện này như thế nào. Mà tôi nói rằng nếu như mà quá như đúng như những gì chị này nói thì Út Lợn cũng đang gọi là lành ít mà giữ nhiều đó quý vị. Và không làm mất thời gian của bà con, tôi cũng xin phép là chia sẻ cái đoạn ghi âm của cái chị, của cái chị này. Chị đây là bạn gái của là Minh Hùng ngày xưa. Ngày xưa là chồng của là Út Lợn đó. Bây giờ tôi mời bà con nghe ha. Có cần ghi âm lại không? Em tính dạ thì anh muốn trực tiếp luôn cũng được, mà anh đi đâu em lại cũng được. Thì nói đi. Em Chị cũng giới thiệu em chị chào ở đâu? em là Trần Thanh Thủy ở Bình Dương anh. Rồi chị đi em qua em có vấn đề gì không? Dạ em cũng chào anh là thường, với em chào bà con trong nước và ngoài nước. Em nhờ cái kênh anh em gỡ lên cho Út Hà và anh Hùng. Chị nói đi. Thì em nói với Quá Hà hồi đó là anh Hùng với Quá Hà nói là anh Hùng nói với ổng với vợ ổng là Quá Hà là bỏ nhau, không phải là vợ con như cặp nhau ở thôi. Thì giờ hai bảo Hà lợi dụng ổng quá thì ổng bỏ đi. Thì em thấy trong lúc anh Hùng khổ sở, em thì thật tình anh em cũng không có chồng thôi, chồng 10 năm nay 17 năm rồi. Ổng lên đây Bình Dương này ổng không khổ thì em giúp cho quen nhau, cũng như ổng ở em lo lắng cho ổng. Hồi ổng bỏ Hà đi anh, chỉ là hồi lên đây nó được cái quần cũ thôi anh, quần cũ, một quần cũ thôi chứ được chưa được quần mới nữa, chứ được một cái áo mà áo trắng mà thâm kim hết trơn đi. Em giờ em lo quần áo này cả chục bộ đồ, giờ lo cho đầy đà đầy đóng rồi xong rồi em chồng găng giọng luôn anh. Em tự em bằng tự em tạo lên em chồng, người Út Hà lên nói với em là mê trai, mê trai lo cho trai, chứ em không có được quần áo mặc. Em xin lỗi Út Hà. Bà, người con người tôi sống á, tôi không lợi dụng giống như bà, hiểu không? Giống đem chồng mình ra mà nuôi cho cháu mình cho con mình, chồng mình đi ra đường đi qua YouTube á, không có một đồng ăn nữa, phải điện lên cho tôi để xin tiền nè. Tôi nghĩ là tôi cũng như là điện giúp đỡ thôi, sao tự nhiên ổng chia sẻ ra, ổng chia sẻ ổng hỗ trợ này kia thì ổng bỏ lên đây, thì từ từ tình cảm nó mới đến với nhau. Chứ tôi ở Hà nói ăn ăn chay ăn lẹt mà tu hành, nói dốc nói sượt, nói láo nói sượt, nói tôi đi đi về dưới đi lại nhà thương. Rủ ghê anh Hùng đi, chưa bao giờ em ai đi, tôi đi về quê tôi ở trên Bình Dương trên này nè, anh Hùng tự ghi xách đồ lên đây đó. Bây giờ tôi lo hoàn thành rồi, Út Hà dưới làm bùa làm phép cho anh Hùng qua chứ về dưới hôm qua mà Út Hà lên nói là anh Hùng bỏ lên đây đâu. Anh Út Hà nói bây giờ Út Hà bộ không biết nhục hay sao, nói anh Hùng lấy cháu nội của Út Hà. Anh Út Hà mới làm đơn thưa mà hổng công an gọi cứu anh Hùng quá trời, mà bây giờ hai người lại đến lại với nhau, bộ Hà bộ không biết nhục à? Ý thằng chồng của mình mà ở với cháu nội mình bây
già bốc hào cũng ở được hay sao? Có chuyện đó luôn hả chị? Dạ, nó lâu rồi chị. Lâu đó anh Đại Hùng nào mà bây giờ bé lâu nay á, là ông Hà nói là anh Hùng ở với cháu nội, thành ra anh nhớ một lúc mà ông Hà nói là hẹn anh Hùng là trước tòa là cái vụ đó đó anh. Xong rồi nói anh Hùng là mà cứ như là ông Hà kêu quen á, mà anh Hùng sợ không biết có hay không, mà giờ á, là vì năm của anh Hùng điện lên cho em nói em phải cẩn thận, ông Hà là xài bùa mạnh lắm đó, anh Hùng với ông Hà thôi đã ba lần rồi, lúc mà mẹ anh Hùng còn sống lặng. Mà mẹ anh Hùng thấy con nhỏ là sao được, mày ở với nhỏ này tao hù mày tới đời chết, điều tới đời chết mẹ anh Hùng cũng hơi có không nhìn mở. Là cái lời dì Năm chia sẻ với em, với nhỏ em gái thứ ba đó, như ngày hôm nay anh Hùng cũng còn quay trở lại với Hòa là ngày hôm qua bỏ em ơi đi lên đây đồ đạc, em sống em lo muốn chết luôn, em nghĩ là em không có lợi dụng người ta đâu anh, tại vì sặc lòng em sống với nhau thì em sẽ lo lắng cho nhau chứ không ai lợi dụng ai. Em trồng găng tiền tự đồng tiền của em trồng găng hồi em tết, quần áo em lo hết trơn luôn, hồi ra đi ở với Hà là không có mua đồ mới. Anh Hùng nói với em hồi ở với bả 60 năm nay chưa bao giờ mua cho ổng một bộ đồ, ra đi lên đây một quần cũ tèm nhèm luôn, không có đồng bạc mà ra đường mà đi, em mới chuyển tiền về quê cho nhỏ em gái của ổng là đưa ổng đi lên đây đó anh. Không phải là em nói với anh, không phải là chỗ anh Hùng với Úc Hà đang ở mà em chen giành giật với nhau thiếu gì người đàn ông, mà anh Hùng thật sự anh đâu giờ, ví dụ em không quen Úc Hà nữa là ảnh cũng phải một người ra đi, thì ổng xách cái đầu lên đây đi, ổng muốn chỗ bên kia thì em sự lo lắng em lo này kia em giúp đỡ, thì từ từ cái nói chuyện qua lại thì sanh tình cảm với nhau, chứ không phải mà Úc Hà với anh Hùng đang ở dưới mà em chen vô đó. Chứ em cũng mượn cái kênh anh em gỡ lời tới anh Hùng thí dụ. Hồi đó anh cũng nói với em á, anh nói với em là anh với Úc Hà sống không có được. Anh Úc Hà đối xử anh tệ bạc, Úc có anh bằng con dưới Úc Hà lấy tiền hết, nuôi cháu nội của Úc Hà, nuôi thậm chí là con Úc Hà rồi chơi game không, anh bằng con dưới Úc Hà lấy hết. Rồi thậm chí anh đi ra đường mà quay YouTube không có một đàn bạc uống nước nữa, thì thậm chí mà lũng bánh xe anh cũng không có tiền giá. Úc Hà đi đâu 3-4 ngày đưa anh có 100 ngàn đó, cái là anh chia sẻ với em đó. Bây giờ anh khổ sở này kia, em đứng ra em lo lắng cho anh, nhưng ngày hôm nay anh phản bội em đi ra đường, anh nói em về dưới anh nói ra em đủ điều anh địa đặt mới hôm qua kia giờ hồi đi mười hôm này nữa, anh nói anh em biết được anh gạt em, không biết đâu tại vì em không có từ em giúp đỡ anh nghĩ đi, hồi từ lúc anh sống với em anh bằng được cái gì đâu. Anh không phải là em kể lễ trên mạng này thì anh nói anh bằng được có hôm tết là được có năm có 4-5 triệu bạc, có 4-5 triệu bạc, anh nghĩ tiền ăn anh đâu, tiền trọ anh đâu, mà anh học với người ta anh nói bằng bao nhiêu em lấy tiền hết bao nhiêu. Cái hồi hôm này anh nói anh gạt em, anh nói giờ anh về tới Cẩm rồi là nhà cô ba của nó đó, con Cẩm rồi anh không còn tiền lên nữa, em chuyển tiền cho anh đi anh lên, em cũng sẵn sàng chuyển cho anh 2 triệu anh cho anh. Em biết được anh lừa em đó, phải không biết đâu, tại vì em nghĩ đồng tiền của anh em sẽ gỡ lại cho anh Hùng. Em biết anh chuyển tiền ở dưới là anh không có lên, mà trong lương tâm em không bao giờ em lừa gạt người đàn ông nào hết, chẳng mà em lấy cái mồ hôi sướt mắt của em ra em làm. Anh nhớ y hồi lúc anh lên đây trắng ba chơi rắn, không có một đồng nào, em cũng dẫn thương em lo cho anh đàng hoàng. Ngày hôm nay anh có công ăn việc làm rồi, anh làm tiền anh giấu đút, anh học với người ta anh giấu đút tiền, anh đem về giờ cháu Hà hãnh cái tiền của em đưa cho anh, để anh kêu em kêu anh bằng đi có được bao nhiêu anh để tiền riêng đi, em cũng không lấy tiền của anh đâu. Anh kêu anh dặn lại anh nói sắp thành vợ chồng mà tính toán cái gì thì em không có giữ tiền anh thì không có thương nhau, em giữ đó em cũng đâu ăn uống gì đâu anh. Anh đưa em có nhiều bạc em nghĩ em mà gom lại em. Anh nói ảnh hồ hồi đó tới giờ Úc Hà ở với Úc Hà đó, hồi đó Úc Hà mua cho con Úc Hà hai chiếc xe, không có mua anh được chiếc xe nào, thậm chí thấy anh buồn Úc Hà mới đi mua cộng tiền giả cho anh đeo đó. Cái lời anh chia sẻ với em thấy em rất đau lòng, em nghĩ là anh thật lòng anh đến với em nghĩ là mà gom tiền em sẽ mua cho cộng dây thiệt cho anh. Anh nói với Úc Hà đó mua cộng dây giả cho anh đeo thì em nghĩ em đam nói trời ơi. Sao anh nghe anh kể thì em thấy tội quá. Em thật lòng em đến với anh ngày hôm nay mà anh gạt em không có cho em
em được thảnh chứ đi về dưới đó, hôm qua rồi đó anh còn nói đó là anh vừa về tới dưới anh đổi hình Zalo là anh để anh hình Zalo anh dưới ở Hòa. Rồi sau em nói trời ơi, mới đi về tới dưới đổi hình rồi ảnh ổng nói là cháu ảnh ghép vô, cháu anh ghép vô, anh nói dốc nói láo gì đó. Bạn anh kêu em chuyển tiền, không phải là em nghĩ là chuyển tiền cho anh lên đâu, em biết anh gạt em luôn, mà tại vì anh đưa em hôm tết giờ hồi nãy hôm thứ bảy vừa rồi anh đưa em đâu 2-3 triệu gì đó, em có đó em muốn của anh thì em sẽ trả về cho anh thôi, chứ không phải là em ngu đâu mà ai ba rồi lừa cái như tiếng nói anh mà em chuyển. Em không muốn ăn đồng tiền của anh đâu, mồ hôi sức mắt của anh ra, em không phải giúp Hà đâu anh Hùng ơi. Thì hôm nay em mượn cái kênh của anh rồi em gửi cho anh với Úc Hà nó. Anh nói với Úc Hà biết đó, anh nói Úc Hà thế này thế kia là ở với thằng Long, rồi ở thằng Long đã, rồi ở với ông này ông đi đám dỗ, rồi ở trong này ông kia, một nên bà Úc Hà mà ở 2-3 ông. Anh còn danh dự gì mà giờ trên trên đất nước này mà anh ở nữa hành. Ở với người ta đi thưa nói mình ở với cháu nội của người ta của Úc Hà. Đó. Người, anh nói người Úc Hà là ở với thằng Long, rồi anh trong lúc mà trải nghiệm Úc Hà thằng Long ở trần, người Úc Hà cũng quay quay chổng hai người chổng, anh cũng 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 thừa nói người Úc Hà đi anh bỏ anh đi một, 2-3 đêm ở trong này ông kia nhớ giờ anh chùi đầu vô anh ở, anh thấy nhục nhã chưa, không có nhục nhã nào bằng bằng ở với cháu nội đâu anh ơi. Chính cái miệng của vợ anh nói lên là giờ thưa công an luôn, giờ công an nó đang mời đẩy kia, rồi mời bữa đó mời trên này là rồi cô ba mấy cô ba là em anh Hùng gọi lên cho em nói là giờ Bảo Hà thưa anh Hùng là anh Hùng đang ở với cháu nội như vậy. Em không ngờ phải chi mà anh ở với người nào khác, đình bà khác đó, em còn ngoan nghênh, còn đối với anh ở với Úc Hà lại để Úc Hà bị kêu kêu anh đó là nói anh ở với cháu nội á, em coi cho anh chẳng ra cái gì hết trơn. Mà con thấy Úc lợn thủ đoạn không quý vị. Nếu mà cái câu chuyện đó đó là ông Minh Hùng có ở với là châu nội của nó mà nó không cái tố giác mà nó bao che là nó chết chết nha, nó không tố giác mà nó bao che và nó lấy đó là một trong những cái gọi là cái điểm yếu của là Minh Hùng để mà khống chế Minh Hùng là nó chết nữa. Nếu như Minh Hùng mà ở với châu nội của nó thì nó phải là đâm đơn nó kiện ngay, đâm đơn báo cáo ngay. À, mà bà con thấy không có bất kỳ một động thái gì đợi khi mà Minh Hùng đi coi như là đi xuống ở dưới chỗ bà Thí này rồi bắt đầu là ở nhà nó bắt đầu nó làm đơn nó tố giác Minh Hùng là ở với cháu nội đó. Rồi cái như là những ngày vừa qua là công an đang tìm Minh Hùng là ráo riết luôn, không biết là đợt này Minh Hùng về đó, đợt này Minh Hùng về rồi cái như là như thế nào, cái sự thể ra làm sao, tôi nghĩ là đây cũng nó cũng hơi căng đây đó. À, mời bà con nghe tiếp nha. Em không có buồn, em không buồn ngã đâu anh. Em thương những người mà thật lòng với em. Em nghĩ anh hiền, em nghĩ anh hiền thì anh chia sẻ lên, anh khổ sở vì vợ con quá. Ở vợ trước thì vợ trước lấy trai, nó ở giúp Hà, Úc Hà cũng vậy. Em thấy vợ em thấy tội. Em thì nói chung là em cũng thật lòng đó, em không có lừa gạt ai vậy. Bằng đồng tiền của em bằng tự ra mà cũng mang mùa hôn nước mắt em đổ ra mà thà em cho ai chứ em giúp hết em không có lấy tiền của người ta. Anh nhớ những gì anh chia sẻ với em, nó nói đủ thứ điều. Ngày hôm nay cũng là mắng giết anh trên mạng, nói anh là quýnh bài cờ bạc, rồi nói đủ thứ điều, mà nói anh lấy cháu của bà. Mà ngày hôm nay anh chợ anh cũng lên mạng anh mượn cái kênh anh đời thường anh cũng là phản kháng lại vợ bà Úc Hà, mà ngày hôm nay anh nhờ anh ở em biết mặt mũi anh với bà Úc Hà đem vinh để đâu nữa, mà trong khi lúc mà người ta tố cáo anh nói là anh ở với cháu người ta luôn nữa. Anh bằng được bao nhiêu tiền mà anh đi học dài dài, anh nói em là anh bằng được bao nhiêu tiền à, em nói anh nhớ rút đi, anh có lên đây bằng được mấy triệu bạc, không đủ anh ăn, không đang đủ xài anh, không đủ anh xài nữa. Anh nói thiệt, anh nói ra còn hai bên đây giáp anh ơi, ai lấy những em những điều gì trả lợi em bằng cấp 2-3 lần anh Hùng, chứ không phải như vậy đâu. Tại vì em không muốn nói thôi, dù em với anh sống một ngày cũng tình nghĩa, hai ngày cũng tình nghĩa, em không có nói trên đây mà tiền nghĩa đâu. Ví dụ anh có làm gì về với em thì tự tự anh lấy, tự anh suy nghĩ ra, chứ em không muốn nói lên đây đâu. Thì dù anh
dù một ngày em cũng ở với anh thì cũng cũng tình nghĩa vợ chồng em không có nói gì anh trên đây thì em nói anh hiểu nhiều. Anh nghĩ là anh lấy cái bằng chứng đó về anh nói với ông Hà là tự anh ở mình anh chứ anh không sống với đình bà nào, có đình ông nào mà ở ở đây. Và em nghĩ là ở xa xôi quá để mua một mớ mớ đồ để về tranh xài. Ở nay cái bếp ga nhỏ anh cũng lấy, cái keo bột ngọt anh cũng lấy, rồi cái bình siêu tốc của em mua em để bển anh cũng lấy. Không phải khi mà anh ở mình nên anh không có trở về không à, anh lấy anh buồn hết cái chỗ em cũng không nói nữa anh đồng, tại vì em thương anh em mua cho anh xài. Tại sao anh lấy của em, dụ anh gạt gẫm em lấy cái của em mà đem về về cho Bảo Hà, cái đó nó không có đáng gì cho em đâu. Cái chuyện lặt vặt không có nhiêu tiền mà em thấy anh làm những chuyện khó coi, anh làm như là lấy về anh làm bằng chứng của Hà hiện giờ anh đang sống mình nên anh từ đó tới giờ vậy đó. À, em không có cảnh nào là không có cảnh nào những cái đồ mà chị mua cho Minh Hùng là Minh Hùng trước khi đi về là Minh Hùng gom hết luôn hả? và lấy cái bình siêu tốc nè anh, với cái bếp ga của em, với lấy cái chảo chung chính là còn nhiều lần đầu son nồi với chảo hết bỏ lại, kiểu như em cũng không có chắc anh Hùng mà đó nhiêu tiền, kiểu như lấy cái đó về đưa cho Bảo Hà nói hiện giờ như ổng đang ở mình nên ổng không ở chung với em á, lấy gì cho bằng bằng chứng chủ hạ. Son nồi em sắm đủ đều tại vì chỗ em với bển công trình cổng xa lắm, em cũng cũng qua bển nó ở thở nay em ở một ngày cũng tình nghĩa vợ chồng, 2 ngày cũng tình nghĩa. Sao anh gạt em chi vậy? Ví dụ anh không có ở với em nữa thì đồ của em thì anh không xài nữa thì anh không có đối diện với em nữa, anh lấy đồ anh gom đồ đi em đi làm đó, anh mở cửa chọi anh để lại cho em, có đâu mà anh lừa thời cơ em đi làm công ty ở nhà anh cuộn đồ anh đi, đồ của em anh bỏ mở cửa ra anh bỏ tơi tơi bển đó. Em là ông chủ nhà trọ mới gọi em đi qua bển em gom đồ em về. Anh nhớ kỹ lúc anh vừa đến đây anh than thở em biết bao nhiêu, anh nói vợ anh hất hủi nỉ kia em mới thương. Ngày hôm nay em lo cho anh đầy đủ găng đồ em cũng chồng tiền kiểu á, tiền của em mà ra nó đau lắm anh, vì em quá thương anh, em không có nghĩ gì hết á. Bình tĩnh, bình tĩnh vậy, bình tĩnh chia sẻ, bình tĩnh chia sẻ hết câu chuyện xem thế nào. Rồi anh Hùng ra đi từ lúc nào? Anh đi hôm qua luôn anh, ngày hôm qua về tới tới quê là đổi hình đại diện Lão Hà, cái em điện về giữ em nói cái khúc ra của mình Lão Hà ra đưa hình đóng lên, cái kêu em chuyển về 2 triệu, cái chuyển về xong cái đưa hình Lão Hà lên lên, lên tiếp cái dạng như là mùi gạt gẫm với em vậy, mà em biết gạt em mà tại vì em muốn cái tiền ổng không đưa cho em mấy triệu đây em muốn trả lại thôi chứ không phải em không biết đâu, mà chuyển tiền xong bây giờ chặn Zalo em lại rồi em cũng đâu có điện lên, thí dụ mình đông nó bỏ mình rồi mình còn níu kéo làm gì nữa mà chặn Zalo em có điện đâu. Rồi chị sao chị biết mà Úc Hà đang dùng bùa để mà gọi Minh Hùng về? Tại vì dì Năm á, dì Năm của anh Hùng á có dặn em nhiều lần đó là bà Úc Hà này xài bùa với Minh Hùng là từ lâu, anh Hùng này bỏ ra đi 3 lần rồi. Lần trước anh Hùng mần cũng được một chỉ vàng mà lúc mà mẹ anh Hùng sống, rồi Bảo Hà làm bùa làm kéo gì đó lên kêu anh Hùng về, về xong rồi anh Hùng cũng chia sẻ với em ổng được chỉ vàng Bảo Hà mượn mượn xong rồi cũng không không trả anh lại đó. Là cái đó là đời gì Năm nói kêu em á, là với anh Hùng đằng đó ở hai người ở cẩn thận với nhau đừng có nói chuyện qua lại Úc Hà, là chuyện của Úc Hà làm bùa níu kéo Minh Hùng về đó là nhiều lần như vậy rồi. Rồi hiện bây giờ chị còn liên lạc với lại mấy đứa em của Minh Hùng không? Con nhỏ thứ ba nó thương em lắm, anh nó còn điện liên lạc với em, nói con nhỏ thứ ba nó nói anh Hùng á mà có quay lại ở dưới Bảo Hà đó, cái mặt anh Hùng nó cũng không có nhìn tới đó, là gì đó nói tại vì Bảo Hà nói là anh Hùng ở với cháu nội của bả rồi còn làm đơn thưa này kia mà họp công an gọi tới tới em nhỏ em gái thứ ba luôn á. Nhỏ thứ ba em cũng không biết, nhỏ thứ ba nó điện lên cho em hay chị hai ơi đám giỗ mẹ này chị đừng có cho anh Hùng về, không về được là tốt, thì em mới chuyển tiền về cô ba chứ thôi chị anh Hùng không được về, cô ba lấy tiền này cô ba mua đồ của mẹ đi thì anh Hùng không về, tại vì cô ba nói là hiện giờ Bảo Hà thương anh Hùng là ở với cháu nội hổng mà công an nó kiếm quá trời đó. Rồi chị có biết là cái câu chuyện mà Minh Hùng ở với cháu nội là câu chuyện đó có thật hay không?
Em nghĩ là không không có đâu anh ơi, tại vì em biết anh nào ngay anh Hùng anh cũng đàng hoàng lắm, tại vì bảo Hà này thấy anh Hùng đi thì bả muốn kêu sống anh Hùng thôi, em biết không bảo phải ở với là bả đứng đầu anh Hùng từ lâu thì ông không có để anh Hùng đi đâu. Mà sao đáng lý ra mà nếu mà cái sự việc đấy, giả sử ông Minh Hùng mà ông có ở với cháu nội bà thật đó, thì bà cũng phải lập Dạ đơn tố giác cái thằng này, bà bao che là bà cũng cũng cái tội đồng lõa rồi. dạ bà thỏi này phải là ở với cháu nội bà thì bà, người ta đem ra pháp luật liền đó anh, cái đâu mà để cho anh Hùng mà bỏ ra đi biết bao lâu bà mới làm đơn thưa. Đúng rồi. Là bà Úc Hà có làm đơn thưa Minh Hùng rồi hả? Dạ có công an có kiếm anh Hùng rồi anh. Em cũng gửi lời tới anh Hùng, em cầu chúc anh về giúp Hà là sống vui vẻ mạnh khỏe và có sức khỏe và để mà nuôi cháu nội và nuôi con trai và vừa cháu nội vừa trả nợ nữa, anh cũng có chia sẻ với em, anh nói hiện giờ Bảo Hà không kịp thời bán cái nhà đó ra là sẽ nhà nước niêm phong đó, là đang vay ngân hàng một tháng đóng 5 triệu tiền lời, tại vì anh nghe anh xót quá anh chạy về rằng anh bằng trả nợ tiếp hết anh. Nhớ chứ anh nói với Hà là hiện giờ đó bán là nha, bán cái nhà đó ra là trả nợ của bà như dự chính bắt kính gì đó phân nửa không đủ trả tiền nhà nước nữa, rồi đang vay tiền ở ngoài nữa, tại vì anh nghe nghe xót quá trời, anh đi về anh trả nợ phải chi mà anh thật lòng anh nói với em đi, em đưa tiền cho anh về anh trả nợ thiếu Hà. Chứ anh đi anh bằng đây được nhiêu tiền mà anh nói anh bằng được có anh bằng tiền 2 triệu bạc anh đưa em 1 triệu còn 1 triệu anh giấu, em đâu có lấy tiền của anh đâu, em nói nè anh ơi, anh bằng tiền của anh cắt đi, tiền của em bằng công chuyện nó trên đây lu bu lắm, mà anh nói vợ chồng rồi còn riêng biệt gì nữa, em cũng đâu có tiền anh đâu, có mấy anh có bằng có mấy triệu bạc chứ nhiêu, không phải là em nói, tại vì anh nói với người ta thành ra người ta học lời với em ấy nói cho anh nghe thôi, có khi nào mà em chú anh bằng là tiền em lấy em không, em tiền của anh giữ đi để cho mình có với người ta, tại vì hồi đó giờ anh tên nợ với vợ anh thiệt thòi nhiều rồi không có tiền trong mình, em đi mà em được có tiền mà anh em lấy tiền của em các em làm công chuyện để tiền của anh nhập vô nó lu bu lắm, anh nói sao có vợ chồng rồi còn riêng biệt gì nữa, gần gần đây em biết anh là muốn trở lại ở Quốc Hà, em biết nó không biết đâu nào, tại vì hồi đó em nói kêu anh nói gì đám giỗ đi em đưa cho anh 5 triệu về cứu mẹ, anh đeo dây chuyền á thì em mua cho cộng dây chuyền anh đeo, tại vì em nghe anh nói chuyện em đứt ruột, anh nói hồi đó Hà mua chiếc con Hà 2 chiếc xe mua cho anh cộng dây chuyền giả anh đeo, bà Bảo Hà dặn anh đi đâu hả lấy cộng dây chuyền nó đeo và cộng dây chuyền giả đeo hoài thì nó đen là sao, nó cái lời anh chia sẻ với em thấy tội, em kêu anh nói gì đám giỗ đi em mua cộng dây anh đeo, anh nói với em á là thôi cái chuyện tiền mình còn đang cho dây em lấy em có anh có về thì em mua chiếc nhẫn cho anh đeo thôi, gì nữa lên đây mình bán mình tới dây tiếp, tại vì anh biết cái đồng tiền của em là cho tao hỏi đồ này kia, anh nói em nghe anh nói gì cũng được mà em kêu anh về, anh nghe chụp tới là Bảo Hà đang thương anh chứ cho anh không về chứ không phải là em hứa em không giữ lời mà em không lo cho anh đó. Em còn em kêu anh á là em đã chuẩn bị em mua chiếc xe cho anh, anh nói với Bảo Hà là con bà chạy xe mấy chục triệu anh tự anh mua chiếc xe cho có 5 triệu à, em kêu anh á là về dưới đám giỗ đi làm giấy ăn cước lại đi đặng em mua chiếc xe cho anh đó, rồi anh chiếc xe có giấy ăn cước mình tự mình mua anh chính chủ anh chạy rồi đặng em mua mới được chứ không không có giấy sao em mua được, chứ không phải là em nói em không giữ lời, dù cho anh bỏ em đi em cũng một mực mà em nói em không sợ mà để người ta gạt đâu, em không sợ gạt em hết trơn, thì gạt em kiếp này kiếp sau cũng trả em lại, em không sợ gạt đâu anh đừng có em nói em mà kêu em gửi thì giữ hôm 2 triệu anh quay đầu lên, em biết rồi anh không có lên tại vì anh vừa về tới quê là anh đổi hình đại diện anh với Bảo Hà vô rồi, mà tại lý do nào mà em chuyển về, tiền về thêm, tại vì em không có muốn lấy tiền của anh bằng mồ hôi nước mắt của anh, em không muốn lấy, em muốn trả lại ngược cho anh nói đi, giờ anh lên mạng này anh nói đi, giờ hồi đó giờ anh bằng lên đây bằng anh đưa em nhiêu tiền, anh hồi từ dưới quê lên đây anh thất nghiệp muốn chết anh bằng 2 3 bữa làm anh ngủ nghỉ không không đủ tiền anh bỏ túi anh xài bữa có 200 ngàn, rồi hồi hôm tết giờ anh bằng được có 2 3 tuần
là bao nhiêu tiền, tiền ăn anh đâu, tiền trọ anh đâu, hả, là em xuất ra em lo cho anh hết, em không có tính. Tại vì em nghe anh nói với người ta em rất đau lòng anh Hùng, em sống với anh em thật lòng, thật tâm em sống với anh, em lo cho anh, em không nghĩ là tiền bạc của anh này của em. Thí dụ giờ em đâu, em nói với anh rồi, em không còn ai nữa, em thôi chồng năm nay mấy năm rồi, con em có thằng trai thì nó có vợ, nó làm đăng viên rồi, thì bây giờ tự em làm em ăn, thì em không có tính toán gì hết. Tiền em cũng như là tiền của anh ta xác định nên nói với em, tiền em cũng có tiền với anh, mà anh ấy nói gì chi mà phải chỉ không có tiền mà em lợi dụng anh về mà anh bằng nuôi em đâu. Anh nghĩ đi, từ hôm đó thì anh bằng được bao nhiêu tiền, được bao nhiêu tiền anh nhớ kỹ đi. Nó mà anh đi nói với người ta anh đưa 2 triệu, anh giấu 1 triệu, anh đưa em 1 triệu, anh làm gì chi vậy? Em không có lấy tiền của anh, em kêu anh cắt đi, anh khăng khăng nói, anh quạo quọ lên, anh nói vợ chồng người còn riêng biệt gì nữa. Thành nói em nói cái nào em cắt mà nghe, anh mấy triệu thì anh cộng đi, anh cần thiết những chuyện gì anh mua gì em sẽ đưa anh lại. Em không có lấy tiền của anh đâu, em nói từ đầu tới cuối luôn anh Hùng, em không có giống như đàn bà ta mà lợi dụng kiếm đàn ông về lợi dụng bằng nuôi mình, không có đâu. Em tự đồng tiền của em bằng em xây được, bằng tay em bằng em tạo lên. Còn Út Hà nói với em á là tiền em cho trai hết, em bằng bộ đồ ghẻ mạt thua mua cáo ghẻ mạt. Út Hà mà bằng cáo 1,5 triệu, biết sao Út Hà được tiền mua cáo 1,5 triệu không? Tại vì bóc lột Mạnh Thường Quân, bóc lột cái chuyện Kim Sâu, tiền Kim Sâu đưa vô tài khoản á, còn được nhiêu tiền á là lấy của Kim Sâu ăn hết rồi. Cái đó là lời của Minh Hùng kia nói với Thủy luôn á. Giờ kêu trả Tiểu Hà trả tiền của Kim Sâu lại phải chạy trả nó lại không? Là bộ giữ nó lại giờ trong tài khoản của nó còn đồng nào không đủ lấy tiền của Kim Phụng á, đem ra đóng lại của người ta nữa. Hà ơi, đừng có nổ trên mạng, đừng có nổ với Thủy. Út Hà cần bao nhiêu tiền á, đi lên đây tôi cho nè, chứ đừng có nói mà tôi cho tiền trai, cho trai ăn hết tiền. Không phải cho trai ăn mà hết tiền, kiểu như thì mình không sống với người ta thôi, mình sống với người ta thật tâm, mình sống mình không có lợi dụng người ta, mình đem người ta về mà nuôi con nuôi cháu mình nuôi mình và nuôi trai nữa. Út Hà bỏ ông Hùng đi ở nhà đó 3 ngày trời, ông Hùng nó nói được có 100 ngàn. Còn mà nổ nói Út Hà giờ vàng đeo trong hộp tủ, đeo bỏ hộp tủ nhất cho anh Hùng đi đâu lấy làm gì, gần giả không chứ lấy làm gì đâu mà lấy được, đâu có bán đâu mà đi lấy Út Hà đi nổ đi với Thủy đi trái tin trong máy á. Mà vàng trong hộp tủ anh Hùng đi thương vợ đâu lấy theo đâu, anh Hùng nói là gần giả không đó, vàng ta mà đi đụng đâu bỏ đó không, người ta cất cái bàn luôn á, anh Hùng đụng đâu dục đó đó, ngồi đó dục đó luôn, dần giả ai đâu lắm mà cắt cho kỹ, đeo con mai đó mua cho Hà được cộng nha, dần si đó hả, nổ hả, trời trời, mình sống không biết nhục, bây giờ sát nhau không biết nhục sao mà để chồng mình lên mạng tố cáo rồi vợ tố cáo chồng, chồng tố cáo lại mà hai người sát nhau ở giống như thứ gì đâu, nói với chồng mình ở với cháu mình bây giờ sát nhau làm mùa làm kéo ở lại. Bỏ nước dục rồi cháu mình mới mốt làm mắm ăn luôn còn gì nữa đâu, mà nãy chồng cha chồng mình đi ở với cháu mình bây giờ còn sát nhau là bùa gì kìa, kéo nhau gì đã ở nổ tiền quá trời tiền luôn, tiền gạt giảm người ta không đó mà không có chính đó, chính mà bắt trước có thấy nè, mà mồ hôi á, mà công ty thiệt chứ mồ hôi sốc mát ra có tiền là mấy hay chứ không có gạt giảm ai hết trơn, không bốc lột ai hết trơn á, mà đừng có dễ nói thủy mặc rồi cáo mấy trăm ngàn cũng hà mặc cáo chịu gửi đi xin đi vợ người ta mới được có số tiền mua đó, có dám làm đi cực khổ như thủy này không? Sống nói mà cũng là nói mà không biết nhục, nó phải chi đồng tiền của mình mà mồ hôi nước mắt ra mình hả ghen ghen mình nói còn này bóc lột còn này bóc lột còn kia, bộ không mà không biết nhục còn đi nói lợi dụng cái bụng Kim Sâu, tôi biết đó từ lâu rồi, nhốt hai chồng nhốt người ta trong nhà đặng quay sợ người khác đặng quay cái gì mà tôi không biết, con à, người ta đưa bao nhiêu tiền mà hôm chuyển cho tài khoản giữ nhỏ lấy tiền con nhỏ đóng lời đi giang hồ hết. Cái mặt đó, Út Hà với anh Hùng đắt mà dục xuống dưới đất đó, còn sống trên mạng làm gì nữa, nhục nhã quá trời nhục rồi.
tôi thì không phải nói tôi không có mê giật chồng giật con, tại vì anh Hùng bên đây ổng nói khổ thôi rồi mà thôi rồi hòa bỏ bê ổng lên đây cũng có bộ đồ gắt rồi, đồ cũ chứ đồ gắt, nói đồ gắt thì quá đáng, đồ cũ thôi. Tôi thấy tội nghiệp, tôi lo lắng lại kia sao tự nhiên lâu ở đây lâu 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 á, tình cảm tôi mới đến anh Hùng thôi, chứ không hà ăn chay ăn lạc mà ăn chặn nó hưởng à. Tôi có đi về quê hồi nào đâu mà lại hai người dẫn nhau lại cho bắt chính đàn là bệnh viện. Ông Hà ăn chay ăn lạc ăn ăn sống nói gì đó, tôi gì ông Hà tôi hú quá, tôi gì tôi mà đi đi lấy con nuôi của mình mà tôi có gì. Em cũng giá anh Hùng á, về quê á gán anh gán cũng giữ gìn sức khỏe nha anh, lấy cái sức lưng anh lên gán bằng trả nợ nhà nước đâu 500-600 triệu gì đó, không kịp thà là nhà nước nó niêm phong nhà anh, nghe anh xót ruột quá trời, anh về phải chi anh nói thật lòng, em đưa tiền cho anh giữ anh trải mà anh làm chi mà về dưới là anh bằng cực khổ, em thấy em xót quá. Chị gửi lại ông Diệu á, tức là đó chị quen anh Hùng là à, em ông Diệu là em anh Hùng đó, cưng nói cưng mượn chị 10 triệu bạc, cưng nói mượn mượn giùm người ta đó, ngày hôm nay cưng anh Hùng đến sống với chị cái đầu cưng mượn chị 10 triệu bạc rồi rồi xong rồi cưng á là chặn Zalo lại, cưng không trả, cưng nói với bảo hả là chị Di cho cưng chị thương anh Hùng quá, cưng chị cho cưng ăn cưng nuốt 10 triệu bạc chị không vô đâu, tai nạn bệnh hoạn chị á là cưng lãnh hết á Diệu à, chứ cưng đừng nói 10 triệu bạc của cưng mà anh em cưng mà để lừa gạt của chị mà lấy đồng tiền người này lấy trả thứ người kia. Diệu là ai chị? Diệu là em gái của anh Hùng đó anh. Anh thấy em đi bằng đâu trên đây, em thấy là kể vợ em cũng sống ổng rồi, thì em út khổ thì em sẵn sàng giúp, em giúp cho nó đã rồi nó nói vô phà em cho nó ăn. Cưng phải gỡ lại 10 triệu bạc trả cho chị đó, chứ cưng đừng nói là chị không có biết nhà cưng mà về chứ lấy cái vụ mà cưng không có trả gì thì chị cho cưng cũng được, chị cho cưng đó, cưng đừng thì thí dụ là chị ơi em khổ quá để em mượn 10 triệu bạc của chị là em không có trả, chị cho em đi, chứ cưng đừng nói một câu là chị mê thương anh Hùng mà cho tiền cưng ăn, chị không có đủ sức mà chị nuôi anh Hùng ở đâu mà để cho cưng ăn, đâu tiền chị dư lắm mà bộ tiền chị mận không mà bộ không đau cho em mận, chị mận công ty tăng ca 9-10 giờ không có 8-9 giờ không á, chị bệnh hoạn chị cố gắng làm mới được có đồng tiền như vậy. Em không buồn gì hết trơn á anh Hùng, anh đừng có thí dụ mà anh không sống với em nữa thì thôi anh đừng có gạt em lần này đi qua lần nọ, em không có buồn đâu, em không có gục ngã đâu, thiếu gì người đàn ông để em quen, mà em không có quen ai hết trơn, em không biết số mạng nào dư số đâu mà để em đến với anh, em nói với em thôi chồng em nay 10 mấy năm mà em ở gì em lo em làm em ăn, mà anh nói đi ăn này tí nọ em cũng tính em hiền, em cũng thấy anh em thấy tội, chứ từ từ anh nói chuyện này chuyện kia tình cảm mình mấy em đến thương anh, bây giờ anh gạt em lần này gạt cái này gạt kia thì em nói gạt này gạt kia thì tự em nói tự anh hiểu đi, em không muốn nói nhiều đâu. Anh đừng tự nhiên cái đi về dữ xong rồi cái đầu kêu em chuyển tiền cho 8 giờ này anh lên xe anh về nói gì em đi biết được, anh gạt em luôn, phải tiền của anh tại vì em giữ đây em trả được anh thôi chứ em có ngu đâu, đừng nói anh nói gì mà em nghe lấy em giúp đỡ anh bao nhiêu đó cũng quá đủ trong đời em rồi, tại vì em quá tin người. Anh nói là mua dần giả rồi cho anh đeo, trời ơi đi ra đường rồi quay cho có 100 ngàn 2-3 ngày đi 3 ngày 4 ngày thì có 100 ngàn rồi mới xe cũng tiền giá nghỉ ngàn nói cho đã, rồi giờ sát nhau ở lại em không hiểu luôn, mà ta đang ta nói ở với cháu nội người ta nữa chứ, cháu nội là đứa nào đấy chị? Cháu nội của Úc Hà là con thằng thứ con là thứ hai đó anh, con gái á biết biết mà
mà anh Hùng anh kể em đó, mà nó con ra nó mới 17 tuổi là bằng đêm á, bà mẹ bà nội nó đi khỏi, nó chá chèo gào nó đi chơi luôn, mai à phải, nó không có bầu đó anh Hùng luôn rồi hả, là anh Hùng có thì mình phải cho em nói như bữa hổm nè, anh không có thì anh mượn cho nên là thường anh nói đi với ông Hà, nói anh lấy chứ tôi nội, mà anh cũng đến kinh mà em kêu ổng nhiều lần ổng cũng nói sau này kia ổng im lại, em biết ổng sẽ quay lại giúp bà này, em nói với ông Hà này kia hoặc ông Binh á, rồi em biết ổng thế nào cũng quay lại, em cũng chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi anh Hùng, chứ không phải đến ngày hôm nay mà anh đi mà em gục ngã đâu thiệt, tại vì em thương người thì em giúp giúp cho tới chót thôi, em không phải là anh nhớ đi, ông Hà lợi dụng anh á, chứ em không có lợi dụng anh đâu, chứ anh đừng có nói anh bằng 2 triệu mà anh giấu 1 triệu anh đưa em 1 triệu, điều đó không có đâu anh lấy hết em cũng không màng, anh làm được bao nhiêu tiền đâu em màng, không để em bằng cái chục mười năm nay em không chờ anh lên đây em không có đủ tiền sống cho anh, em từng giúp giúp đỡ con chim phụng đồ này kia em cũng quên vụ này á, còn Út Hà bà bớt cái mồm mà lại đi, cái miệng bà còn hơn cái miệng thúi nữa, tôi không ăn tạp giống giống như bà đâu, bà nói á tôi quen cho lông cho đã rồi, rồi cho đến quen lông cho đã rồi tới tới anh Hùng, chẳng qua hồi đó đó tôi nói với bà là tôi coi cái kênh tôi thấy con Kim Bụng tôi thương và tôi biết chuyển tiền về ra tôi cho Kim Bụng này kia thôi, bà nói tôi cho tiền lông, cái mỏ bà phải gần đây thì tôi giả cho cái mỏ bà chứ bữa ăn bậy nó, bà tôi phải ăn tạp như bà là mẹ nuôi mà đi lấy con nuôi, bà hiểu không, bà bữa hổm bà nói bà đi lên đây bà tìm tôi đọc địa chỉ bà tôi ở, bà đi xe sống giải nè, tôi đọc lần nữa, bà muốn đi tìm tôi đi xe sống giải ghé chạy đông đô, bà hỏi tên tôi là người ta sẽ chỉ, bà hiểu không, tôi ở trong đó luôn, tôi đọc bà nhiều lần, bà không lên, bà nhờ cái tên nào đó bà nói đi đi tìm tôi chỉ rồi sao bà không lên, tôi không có nhận được có ai, tôi không có làm nhai, tôi không có sợ nhai hết, không phải như bà ăn tạp đâu, bà nghĩ làm sao á, coi mà nhận con nuôi mà đi ở với thằng con nuôi mình, chồng mình nói luôn á chứ không ai nói đâu, Minh Hùng nói với bà ở ông mà ở ba của ông luôn, bỏ ông ở nhà mà chờ queo ngủ á, chờ queo ở đi 2-3 đêm mới mới về, là bộ nói đi đám giỗ ăn ngủ với người ta đã, nói đi bị kẹt xe, tôi đâu ăn tạp như bà đâu, bà đi nói giọng đó là chẳng qua tôi thương cái bụng tôi giúp như bụng chuyển được mấy mấy trăm đợt đó nó khổ tôi cho nó ăn thôi, rồi ok chị, có gì đó để tối em phát lên rồi cái gì em sẽ liên lạc lại chị, nếu cần biết chi tiết em liên lạc lại chị lại sau nha. Rồi vậy em chào anh. Rồi ok chị, thank you. Dạ. Thưa quý vị, vừa rồi là cái chia sẻ của cái chị Thủy, chị này là ở Bình Dương, đó là người bạn gái của là anh Minh Hùng. Anh này hiện bây giờ là anh là đang bắt cá, là nghe bà con bảo rằng bắt cá hai tay, nhưng tôi nghĩ là anh này không phải bắt cá hai tay đâu, anh này chung là một tay là anh bắt tới 2-3 cô đó, khủng khiếp quá. Những ngày trước thì anh cái như là anh xuống Bình Dương, anh cũng là lên kênh của tôi để mà anh lên anh tố giác cái hành vi của Út Hà, liên quan trong câu chuyện mà lăng nha lăng nhăng, trong đó có những cái khoản tiền thiện nguyện là nó không được rõ ràng. Thì hôm nay anh cũng đã gọi là cái như là anh cũng quay giờ lại ở chung với Út Hà, rồi anh còn lừa chị này để mà chị này chuyển cho anh là cái số tiền là 2 triệu. Và trong suốt khoảng thời gian mà sống chung với chị này, anh cũng có chia sẻ những cái gọi thâm cung bí sử của Út Hà trong công tác làm thiện nguyện, trong đó có nổi bật nhất là cái vấn đề cái số tiền của chim sâu, đó là Út Hà cũng đang gọi là dùng số tiền đó để đi trả cái như cho cái giang hồ, dùng số tiền ở đó đi trả cho cái như là những cái tiền lãi của tín dụng đen. Và Út Hà nó đang có một cái chiêu gọi là cái như nghe chị này chị bảo rằng cái như Út Hà có dùng bùa, mà tôi nghĩ chắc không phải bùa đâu, đem ra đưa cháu nội bắt đầu là đem ra để mà làm cái gọi là một cái khống chế cái như là Minh Hùng. Nó bảo rằng Minh Hùng đang sống với là cháu nội của nó, đang sống cháu nội, mà nếu như một bà nội mà có lương tâm đó, khi thấy mà một bất kỳ một con người nào mà đang có cái hành vi mà với cháu của mình đó thì phải tố giác ngay đến cơ quan chức năng.
chứ không thể để đó để mà làm cái gọi là một trong những cái cần câu để mà cái như là để mà giữ chân người ta. Úc Hà bây giờ nó lấy cái đó để nó giữ chân của Minh Hùng. Chỉ cần Minh Hùng mà bước đi khỏi bàn tay Úc Hà là Úc Hà là tung ra những cái đó là bảo rằng sẽ đi kiện. Đấy, và những ngày vừa qua chị này bảo nè là Úc Hà cũng đã kiện rồi, công an cũng đã tìm cái Minh Hùng rồi. À, bây giờ Minh Hùng về đây thì chẳng khác nào mà chui đầu vô rọ, đúng không? Đấy. Nhưng cái điều tôi cảm thấy hơi kỳ, cái cặp đôi này cũng lên không gian mạng lớn rồi. Người nào cũng là gần 60 rồi quý vị. À, lên không gian mạng tố nhau như đứa con nít rồi bây giờ quay lại ở chung rồi sao mà ăn cơm chung ngủ chung được ta? Đấy. Tự nhiên là ngày xưa mình lên mình tố như chó với mèo, bây giờ mà hung sao mà hung? Đấy. Hay là lúc đấy là trùm cái mền lại rồi tới đâu tới rồi xong rồi lấy mền ra rồi hai người là gọi là đi về hai hướng khác nhau. Nó kỳ chứ. Đã lớn rồi mà. Để lên không gian mạng hô hào tố giác mạnh bạo lắm. Để cuối cùng là sao? Để cuối cùng là bây giờ đó. Bây giờ là cái như là đi làm khổ cho cái chị này nữa. Đó. Lấy chị này cái như là tất cả những cái gì chị này mua cho đó. Lúc mà mình tới là chị này chỉ có là cái như là một cái quần với một cái áo mà cái như là cũng giống như áo vũ cơ hàng quý vị. Chị cũng mua cho một số đồ. Để mua áo, mua quần, rồi mua cho vật dụng, rồi thuê cho cái phòng trọ, rồi đi làm đi, rồi tất cả mọi cái, rồi bây giờ đó, rồi quằng qua quằng lại cũng quay về lại Úc Hà. Minh Hùng chơi kiểu đây hơi kỳ, Minh Hùng chơi kỳ quá. Sau đó là chuyện của Minh Hùng thôi, chứ mà thấy để mà chị này chị lên chị tố giác thì thấy Minh Hùng cũng phải nên mà suy nghĩ lại chứ. Người ta sống nghe nó là tốt với mình dữ mà sao tự nhiên bây giờ là mơ cái gì đâu mà chỗ Úc Lợn mà cũng quay về cũng hay quý bà con. Đấy cho anh chị này chị nghi là Úc Lợn là có bùa. Đấy, tôi nghĩ là không phải đâu. Đấy, ông này ông mê cái khác phải mê bùa đâu quý vị. Bùa gì mê, con này mà có bùa đâu mà mê. Rồi anh đi kế với chị này là Úc Lợn là ở với Long Tứ Long Đồ. Đúng không? Đấy. Đây là những lời mà Minh Hùng kể nè. Minh Hùng kể với chị Thủy này. Đấy. Là Úc Hà là cái như là ngoài ở với Long Tứ còn đi ở với nhiều người đàn ông khác. Đấy. Rồi bây giờ hình như là tôi thật sự bà con biết sao mà bây giờ đó Úc Lợn là nó đưa ra cái chiêu bài đó là để Minh Hùng phải quay về hay không. Nó đưa ra một trong những cái gọi là đưa ra gọi là uy hiếp Minh Hùng bằng cách là khởi kiện Minh Hùng ra tòa. Lý do là Minh Hùng ở với đứa cháu ngoại của là cháu nội của Úc Hà. À, để cho Minh Hùng về rồi tiếp tục là sẽ làm cái gọi là cái thân trâu bò. À, ngày thì đi cày kiếm tiền cho chị, tối là cũng phải cày cho chị. À, quá trời quá đất. Đó rồi không biết mai Minh Hùng lên đây sao mà phản biện lại cô này chứ. Đấy, cô này cái như cổ đăng ký kênh rồi quý vị. Nếu Minh Hùng lên một clip là cô lên tức là 7 clip đó. À, những cái gọi là thâm cung bí sử của Úc Lợn đồ là bả môi ra hết, Minh Hùng kể hết rồi. Bây giờ là trong cái chỗ chị thấy là giống như là một trong những là cái tàn kinh cát, cái chi cũng có hết trơn. Trong trường hợp nào nó ăn chặn như thế nào là lấy bao nhiêu tiền của Mạnh Thường Quân, rồi Mạnh Thường Quân cho bao nhiêu tiền, trong trường hợp chim sâu nó giữ bấy nhiêu tiền là có hết. Yeah. Rồi cái bộ răng chim sâu như thế nào là chị này cũng kể hết luôn. Yeah. Đây là gọi là một trong những cái gọi là đại hội là vạch mặt đây quý bà con. Yeah. Trời đất thánh thần, ông nghĩ sao đó Hùng? Ông xuống rồi ông mang cái một mình ơn ông. Mang cái một thân xác ông không là người ta lo lắng cho ông. Mua cho ông từng cái áo cái quần. Rồi lo cho ông từng cái phòng trọ. Lo cho ông từng những cái vật dụng mà nó nhỏ nhất. Rồi ông gì ông quay lại Úc Lợn thì thâu nó thật sự ông cũng chơi một người đàn ông tử tế chút đi. Ông lừa người ta chuyển sang tiếp cho ông là 2 triệu bạc nữa. Tôi nói ông Minh Hùng ông mà không trả tiền lại cho cái chị Thủy này là nó thật sự tôi réo ông cả năm đó. Ông muốn làm nói cộng đồng mạng tự nhiên là với người mà nó thật sự đầu óc tây quá. Ông dù sao cũng là một khoảng thời gian. Ông cũng sống sau một thằng đàn ông quân tử chút đi chứ. Ai mà đi lừa người ta chuyển em chuyển cho anh 2 triệu đi rồi anh sẽ quay lại Bình Dương.
mà anh mới về bắt đầu là anh dùng cái gọi là anh đối hình đại diện này quá vậy. Anh dùng hình ảnh với Út Lợn là đối hình đại diện trong Zalo lần ba cái bà đi làm đó, là bà nó thật sự mà thiếu điều bà say sẩm trong công ty luôn. Bà này đi làm trong công ty rồi, ông này ông ở nhà bắt đầu ông mở cửa phòng ra là ông lấy từ cái ấm siêu tốc cho đến những cái mà cái vật dụng nhỏ nhất lấy để đem về tặng lại cho người vợ cũ. Trời đất thánh thần thiên địa hội à, rồi bà này bắt đầu là khi bà xem cái Zalo đó, thấy đối lại hình đại diện là bà tá quả mình. Có nghĩa ông này ông trốn cái chị Thủy này ông đi. Bà đi vô công ty bà làm là ông này ở nhà là nhớ Út Lợn quá là phải là trốn đi thôi. Bây giờ đi là cũng phải lấy một cái gì đó về làm quà cho người vợ sinh chứ. Bắt đầu là anh quằn qua quằn lại là không có một cái gì, anh hút cái bình siêu tốc. À, lấy một mớ chén mớ đũa, lấy một mớ son ngoài chảo chấm dính bỏ vô trong cái ba lô rồi coi như là hành trang anh về lại với là người vợ đó. Trời đất thánh thần ơi, ông ít ra ông mua cho bà một cái gì đó ông Hùng, ít ra là ông mua cho bà Út Gà Út Hà là một ông lâu lâu đi xa gì ông mua cho bà một cái cho bà phấn khởi chứ, ai đâu mà đem nồi niêu son chảo của người ta giờ tặng cho vợ cũ ông nội đó không. Ít ra ta mua cho vợ một bộ đồ mà mua cho một cái mũ cái nón đôi dép gì đó, mà nếu mà khám khá ta ra ta mua cho một chiếc nhẫn hột xoàn đó, vừa tặng là Út Lợn là nhe răng cười thôi. Đằng này nó thật sự cái quà ông này hơi lạ quá vậy. Người ta tặng quà là tặng toàn hột xoàn, hột é, hột lụ không. Ông này ông tặng cho vợ cũ là coi như là cái chảo chấm dính và cái một mớ chén đũa với là cái ấm siêu tốc. À, trời đất thánh thần thiên địa, tôi nghĩ ông Hùng là ông quay đầu ông cải tà quy chính rồi chứ. À, cuối cùng là ông kể như là những ngày vừa qua ông đang tu luyện chứ đâu phải là cải tà quy chính. Bỏ tay đầu quý vị. À, rồi cái chuyện chỗ Út Lợn là xem như là cái như là chuẩn bị giờ sống nha quý bà con. Cái chị này chị không để yên đâu, ở cái kiểu mà nó thật sự em của ông Hùng đó còn mượn tiền bả nữa rồi xù không trả, rồi giờ thằng anh mà nó thật sự nó đi mà nó gom kể cái nhà của chị này đó là không còn một cái chi, thậm chí mà áo quần của chị để mà nó gom đồ thâu nó cũng phải lịch sự nó khóa lại cho người ta. Nó gom xong bắt đầu là nó đế cửa hớ hên, ai lấy gì kệ, không quan tâm. Chủ nhà trọ phải là điện chị này xuống để mà đóng lại cửa phòng lấy đồ. Trời ơi sống gì đâu mà kỳ quá ông Hùng ơi. À, sửa lại ông ơi.